Chào tất cả các bạn nha, hôm nay là có Hoàng Tốc Độ và Yến Hugo sẽ tham gia thử thách cua bánh mì tốc độ. Và phần thưởng giải nhất sẽ nhận là một chiếc iPhone 16 Pro Max. Giải nhì sẽ được nhận là 10 triệu. Giải ba sẽ nhận là 5 triệu. Và 7 giải khuyến khích sẽ nhận là 1 triệu 3. Và khi đây là vòng chung kết nha. Còn hôm nay là các bạn đang thi vòng loại. Vòng loại là sẽ đăng ký và thi thôi anh em ơi. Và vòng loại là sẽ ăn một ổ bánh mì là 1 ký 3. Và tiền lệ phí thi là 300 ngàn và nhận ngay, nếu ăn dưới 20 phút, nhận ngay cho mình 1 triệu 3. Nhận ngay cho mình 1 triệu 3. Và khi mà tất cả những lần các bạn em ăn đây này, bên anh có live stream và ghi lại cái thời gian 1 phút. Và 10 người ăn nhanh nhất nhưng mà vòng chung kết. Nên là cuộc thi ngày hôm nay bọn em phải ăn nhanh thì có cơ hội lọt vào vòng chung kết nhá. Ok, thì 10 người bán chung kết sẽ anh sẽ thông báo là đến thi cùng một lúc. Và hôm nay sẽ trao giải và có cúp của chương trình luôn. Đây, giải thưởng giải nhất sẽ là một chiếc iPhone Pro Max 16. Và một em sẽ được trúng cúp của chương trình vua tốc độ bánh mì như thế này. Và sau này đi đâu thì sẽ có cúp là tôi đã kiệt thoát giải vua tốc độ bánh mì như Việt Nam nha. Lãnh Hoàng tốc độ nói là sẽ ăn dưới 10 phút đúng không em? À tầm 10 phút. Đó. Thoải mái. Quá thoải mái đúng không? Dạ. Ok nhá. Dạ, anh em ơi, cái chương trình đang cái này nó đang chuẩn bị nhá, chưa tính thời gian nhá. Có nghĩa là mỗi người sẽ được một lựa chọn cái cách ăn khác nhau. Muốn ăn kiểu gì thì ăn và muốn làm cái bánh mì kiểu gì thì làm. Đó. Đây bạn này đang xịt rất là nhiều sốt, nhìn hấp dẫn quá. Cái này khéo nhìn kiểu này thôi mình cũng ăn thắng anh em ơi. Đây. Anh em nhìn coi. Đúng không? Ờ sum rắc xô sum thắt rồi. Ok chưa? Thắt rồi, thắt rồi. Đó, nhìn kiểu này thì còn gì nữa là không muốn ăn. Rồi. Ok. Quá hấp dẫn. Rồi, ok. Rồi, anh em muốn nướng bánh mì thì bên mình cũng nướng cho luôn nhá. Ok. Rồi, ok. Cho đây cho gọn. Rồi, cho đây gọn. Rồi, ok. Anh biết sao không? Nhà anh nhiều tiền lắm. Bố mẹ sinh ra đã giàu rồi, hiểu không? Nên là cứ chơi thắng của anh đi. Ok chưa? Dạ dạ. Rồi, ok. Rồi, chương trình chuẩn bị bắt đầu nhá. Chương trình chuẩn bị bắt đầu nhá, anh em bắt đầu chưa? Em đồng ý chưa? Đồng ý bắt đầu chưa? Rồi em đồng ý chưa? Dạ. Đồng ý chưa? Dạ đồng ý ạ. Rồi. Chúc cho Hoàng Tốc Độ và Yến Hugo sẽ chiến thắng thử thách và mang về cho mình một phần thưởng là 1 triệu 3 ngay trong ngày hôm nay và lọt vào vòng chung kết để nhận được một chiếc iPhone 16 Pro Max. Và anh sẽ đếm nhá. Nào. Qua đây đây đếm cùng anh đi sao vậy? Ok. Rồi, ok nào. Cả nhà ơi, cả nhà gửi năng lượng. Cả nhà chuyển năng lượng nhá. Tới Hoàng Tốc Độ và Yến Hugo đúng không ạ? Nào. 1. Dạ. Đếm em quản ca chưa? Ok. 1. Được được được, quản ca đều đi nào. 1 2 3. Bắt đầu. Ok. Ok ok hoài. Ok. Rồi. À, bạn Yến là Yến Hugo nhá. Yến Hugo còn một bên là Hoàng Tốc Độ. Rồi ok. Đúng rồi, chương trình này là trọng lượng của một ổ bánh mì chỉ có 1 ký 3 thôi. Và nếu mà chúng ta ăn nhanh ấy thì chúng ta có thể lăng là sẽ chiến thắng. Phải sắp hết chỗ mày đầu tiên rồi mọi người ơi. Chưa tới 1 phút mà Hoàng sắp hết chỗ mày đầu tiên rồi. Không. Cứ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Mình không được giải nhất thì mình sẽ được giải nhì. Oh, oh, ok. Nhà chị nhiều giải lắm Yến ơi. Bình tĩnh. Bây giờ em nói nghe này, để không làm mất tập trung của các bạn ăn thì em sẽ giao lưu với lại tất cả các bạn. Các anh chị thông qua các kênh đúng không ạ? Anh chị đang xem trên mạng xã hội thì có thể bình luận thời gian số phút cho nó vui đi nha anh chị ơi. Anh chị ơi, anh chị gửi năng lượng tích cực, gửi những trái tim ủng hộ Yến Hugo và Hoàng Tốc Độ. Rồi, ok chưa? Nào, đây đứng sau đây em Phai. Đây, đây, Phai. Đây, đây, Phai, đây, đứng đây, 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 nào. Tối về này đau họng này, không đau nói họng, được đau nào. Họng, không nào. Chuyện đau họng. Nào. Cả nhà ơi, hiện tại Hoàng đã sang ngày thứ 3 rồi nhá, sang ngày thứ 3 rồi. Rồi. Đúng Hoàng Tốc Độ ạ. Với cái tên gọi của Hoàng Tốc Độ, thực sự là bạn ấy đang rất là tốc độ luôn nha mọi người.
Rồi, bây giờ Thoa sẽ... Không biết sao không? Nếu mà đợt này ông Hoàng có độ mà thắng thì lần sau tôi sẽ chơi giải là ăn nhiều chứ không chơi ăn giải ăn nhanh nữa. Ông Hoàng ông ăn nhanh quá. Không, bây giờ Thoa sẽ ủng hộ gửi lời. Các bạn ơi, là chương trình này không phải là hai bạn ăn đua với nhau đâu, mà là ăn đây là cuộc thi vòng loại, chỉ cần ăn dưới 20 phút thôi là các bạn nhận về 1.300.000. Và 10 người ăn nhanh nhất sẽ lọt vào chung kết với trúng được một chiếc iPhone 16 Pro Max. Thì là bây giờ đang là vòng loại nha. Và đến thi chương trình này là chắc chắn sẽ được 1.300.000 rồi anh em ạ. Ok chưa? Bởi vì chương trình này là thiết kế ra để cho người tham gia chiến thắng nha mọi người ơi. Cho nên mọi người hãy đăng ký tại cái video này đúng không ạ? Hãy đăng ký nhanh tay tại cái video này. Thể lệ chương trình của vòng 1 á là các bạn ấy sẽ tham gia cái thử thách là ăn 1.300.000. Em ơi, em nói nhỏ rồi. Tham gia ăn thử thách là 1.300.000. Khăn giấy các em ơi, khăn giấy. Mấy một bạn nào hậu cần để ý nhá. Rồi ok. Rồi, thôi nói lại nhá, thể lệ chương trình là ăn hết một ổ bánh mì 1.300.000. À đây, phòng bạc đây. Đây. Ông giới thiệu chương trình đang đâu chưa? Ăn mới có mấy phút à? Đây là cài bóc vô. Rồi. Có 4 phút mấy à? Bao nhiêu là 4 phút mấy à? Có 4 phút rưỡi à? 4 phút rưỡi à? Đây ông đứng đây. Sao? Biết sao không? Hôm nay là mời hẳn đại sứ thương hiệu Phong Bạt Lùa Gà. Phong Bạt Lùa Gà qua đây để chứng kiến. Chùm lùa gà. Chùm lùa gà. Giờ ông bắt Hoàng Tốc Độ hay là ông bắt chắc chắn một điều là Hoàng Tốc Độ thắng rồi. Hoàng Tốc Độ thua đi. Tập đây, họ đi. Hả? Thời gian cho qua được mấy phút rồi? Thời gian chưa có mấy phút rồi. 6 phút rồi mà ăn hết mẹ nó ở bánh mì thành luôn rồi. Như đây chắc 29 phút đặt. Anh em ơi, cái này cuộc thi nó sinh ra để chiến thắng. Đúng không? Anh em ơi. Cuộc thi này sinh ra để cho người chơi chiến thắng anh em ạ. Ai đến ăn cũng nhận được tiền. Từ hôm bắt đầu đến giờ là mới một ngày hôm trước đã 4 người chiến thắng rồi nhá. Và ngày hôm nay thì sẽ có dự kiến là sẽ có 5 người chiến thắng tiếp. Là cứ ngày là 4 người là 4 triệu. Ngày 5 người là 5 triệu. Ông biết sao không? Tôi là con đà đại gia đúng không? Hoàng Tốc Độ cố đi, giơ tay lên trời nào, kìa, bác ngồi trên xe, giơ tay lên, rồi 1, 2, 3, Hoàng Tốc Độ cố đi, 3 lần mà, rồi. Rồi ok. Đây nha, chuyển cái cam về gần chỗ Hoàng Tốc Độ nhá. Rồi ok chưa? Rồi quay vào, anh em quay vào. 8 phút. Rồi ok. Rồi kết thúc mấy phút? 8 phút. 8 phút à? Có đợt. Rồi ok. Đúng rồi siêu nhân. Rồi cắm vào livestream đi. Cho 20 phút mà Hoàng Tốc Độ chỉ ăn có 8 phút nhá. Có hỏi mình 8 phút không? Cầm nữa nha. Đây, xin một tấm hình nha. Xin một tấm hình nào.